bạn đã biết kêu với vlog của Long An, sống của Long An. Đây hôm nay vợ mình canh khổ qua dùng thịt các bạn. Rồi thịt bằm này ngon đó các bạn, thịt bằm có cá thác lát đó các bạn, với thịt bằm cá thác lát chiên luôn các bạn, ngon hết sảy luôn. Mời các bạn cùng hai vợ chồng nhé các bạn. Rồi. Rồi. Ăn với vợ chút về đi. Rồi mình ăn thôi. Bạn ăn chưa? Tới rồi.
Ăn tiếp thôi, ăn tiếp thôi. Để tôi bỏ tôi luôn ăn mình nè. Mười giờ hay mười giờ là chín, tám tám thì 15 mình đi được đó. Ừ. Đi sớm đi, bà ngồi bàn để đi trễ là hết đó. Thành nữa chị. Ừ. Tám rưỡi gì rồi ha. Ừ. Đi sớm trước ngồi chơi có gì đâu. Ừ. Chứ đi trễ mất công. Không chụp hình với là tập đó. Không biết bộ, lâu rồi. Lâu lắm hả? Ừ. Chiên ăn béo béo đã vậy. Giờ chúng mua được hết nha. Yeah. Ăn mà khó qua chồng chỉ mua được thôi. Xin chào các bạn nhé, hẹn lại bạn những video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã có tâm cùng với người đó, nên rất đăng ký kênh ủng hộ nhé bạn. Các bạn. Trời ơi, con thịt buồn thèm không dám ăn để giờ chưa giờ. Mẹ. Quên nữa. Trời ạ. Cái máu nữa nè. Quên hoài, quên từ hoài luôn.